Trước tiên, hãy cùng ghé thăm trang trại gà thả vườn của Cơm Ngon Việt Nam nhé. Giống gà ở trang trại này là giống gà nòi, đây là giống gà được cho là có chất lượng thịt ngon nhất hiện nay. Trọng lượng con mái đạt từ 1,7 đến 1,8 kg, trọng lượng con trống đạt từ 2,1 đến 2,2 kg. Gà có màu sắc đa dạng, chân cũng có nhiều màu khác nhau như xám trắng, chì, cam. Cơm Ngon Việt Nam chọn phương pháp nuôi thả vườn để cho chất lượng thịt ngon nhất. Tiếp đến, hãy cùng chúng mình xem quy trình sơ chế gà và thành phẩm đưa đến tay khách hàng như thế nào nha. Gà được nhốt riêng không cho ăn từ 6 đến 8 tiếng trước khi làm thịt. Chuẩn bị một nồi nước có nhiệt độ trên 70 độ để nhúng gà. Nhúng hai chân trước. Rồi nhúng toàn bộ con gà. Sau khi gà được nhúng nước đều, sẽ được bỏ vào máy làm lông gà. Sau khi quay xong, gà sẽ được làm sạch bằng tay một lần nữa, để đảm bảo sạch sẽ hoàn toàn. Gà được mổ theo phương pháp mổ moi, để có vết mổ nhỏ và đẹp nhất. Có thể đáp ứng nhu cầu làm gà cúng. Toàn bộ nội tạng sẽ được đảm bảo lấy ra hết khỏi con gà. Tùy theo yêu cầu của khách mà chúng mình sẽ làm, tim, gan, mề, để giao kèm. Mọi nội tạng đều được đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong quy trình sơ chế một con gà để đưa đến tay khách hàng rồi nè. Để thưởng thức những con gà tươi ngon thì liên hệ Cơm Ngon Việt Nam ngay nào.